Bruno Fernandes, tôi vẫn sẽ tiếp tục đá phạt đền cho Man U. Mặc dù trở thành tội đồ của Man U trong trận thua 0-1 trước Aston Villa sau tình huống đá hỏng phạt đền, nhưng tiền vệ Bruno Fernandes tuyên bố anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nếu có cơ hội. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Man U để thua Aston Villa ngay trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 0-1 ở vòng 6 Premier League. Hull sẽ trừng phạt quỷ đỏ bằng pha dứt điểm tinh tế bằng đầu trong tình huống tổ chức đá phạt góc của Aston Villa ở phút 88. Tuy nhiên, ở phút bù giờ 90+1, chính Hull sẽ để bóng chạm tay trong vòng cấm và giúp đội chủ nhà Man U được hưởng quả phạt đền. Thế nhưng, trên chấm 11m, tiền vệ Bruno Fernandes đã đá bóng lên trời và đá bay luôn cơ hội giành lại một điểm cho đội nhà. Sau trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng với pha sút hỏng của mình bằng tâm thư dài trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện những quả phạt đền nếu có cơ hội trong các trận đấu tới. Không ai bực bội và thất vọng hơn tôi khi bỏ lỡ quả phạt đền khiến Manchester United nhận thất bại. Hôm nay, tôi mắc sai lầm nhưng tôi luôn nhận nhiệm vụ với tham vọng và trách nhiệm cao nhất. Tôi luôn sẵn sàng khi đội cần. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đá penalty một lần nữa mà không sợ hãi, Bruno Fernandes chia sẻ trên trang cá nhân. Những ý kiến chỉ trích và trái ngược là một phần quan trọng của bóng đá. Tôi đã học cách sống chung với nó, thậm chí sử dụng chúng để thúc đẩy tôi và tôi coi đó là một phần rất quan trọng trong cam kết không ngừng cố gắng cải thiện và trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể, vì chính tôi và đội bóng. Hôm nay tôi một lần nữa nhận trách nhiệm đá phạt đền được giao cho tôi kể từ khi tôi gia nhập Man U và tôi sẽ nhận lại nó một lần nữa mà phải sợ hãi hay e ngại bất cứ khi nào được yêu cầu. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cùng nhau giành chiến thắng và tôi sẽ luôn làm mọi thứ có thể để giúp các đồng đội và câu lạc bộ của mình trở nên tốt nhất có thể. Tôi là một cầu thủ sẵn sàng rời bỏ mọi thứ trên sân với khát khao và sự tận tâm cao độ. Và đó là những gì tôi sẽ tiếp tục làm. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn sau tiếng còi mãn cuộc. Nghe các bạn sướng tên tôi trong sân vận động, tôi rất xúc động. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vì tôi, bởi vì đây là những tiêu chuẩn mà bản thân tôi phải tuân theo. Nhưng trên hết là vì các đồng đội của tôi và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi, Bruno Fernandes khẳng định. Kể từ khi khoác áo Man U, Bruno đã thực hiện 23 quả penalty và đây là lần thứ hai anh đá hỏng trên chấm 11m. Pha hỏng ăn gần nhất của cầu thủ này đến trong trận đấu với Newcastle vào tháng 10 năm 2020 tại Premier League. Đồng hương của Bruno, Cristiano Ronaldo, cũng lên tiếng động viên các cầu thủ đàn em. Đây mới là khởi đầu. Tại một giải đấu như Premier League, mọi điểm số đều có giá trị. Chúng ta cần đứng dậy và chứng tỏ sức mạnh của mình ngay lập tức. Thủ môn David De Gea cũng cho biết anh và các đồng đội sẽ không đổ lỗi cho Bruno vì quả đá phạt đền vọt xa. Chúng tôi tin tưởng Bruno, cậu ấy rất tự tin. Đó chỉ là một cú dứt điểm không thành công. Trong bóng đá, đây là điều bình thường. Bruno sẽ ổn bởi cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu.